chạy với chúng tôi là headshot liền. Chạy. Có muốn headshot nữa không? Anh em nào có nhu cầu muốn mua ạc Free Fire, ạc Liên Quân giá rẻ, hãy truy cập ngay shop burstgaming.com. Đây là shop ạc hợp tác chính thức duy nhất của mình. Anh em có thể truy cập vào. Tại đây anh em có thể mở bao lì xì, rút kim cương và vòng quay kim cương. Đường link shop mình sẽ để dưới phần mô tả anh em nhé. Ok luôn cả người nha, lấy tủ sửa cho người. Con lợn. Con nào? Hết rồi. Con lợn này mới xuống này, Groza anh em ơi. Con lợn này nữa. À, ui giỏi. Ui giỏi rồi. À, thích thích. Chờ, thích đơ. Lợn. Chín nữa chết anh em, nghe còn đúng 29 mà. Ê. Headshot liền. Đây rồi, đây rồi. Nghe nó chạy hết vào trong này anh em ạ. Nào xin được. À, headshot. Hết sọt tiếp. Chết kìa. Hết sọt đi. Ui hết sọt nữa anh em ạ. À ngon quá. Mình mang con panda mình bắn chết người mình được hồi máu anh em ạ. Hết sọt. 8 kill anh em ơi. Mẹ tí máu kìa. Ui dồi ôi, còn tí máu hết kìa anh em ạ. Đâu hết rồi, đâu hết rồi, đâu hết rồi. Đâu rồi, thỏ đầu ra, thỏ đầu ra. Em mà hình này chạy đâu rồi ta. Đâu hết rồi ta. Thọt liền. Bởi gì bạn. Còn nữa kìa anh em ạ. Để ra đây. Để đây ra đây. Đặt đồ thôi. Ui giời lại có máu rồi. Wow. Lại có máu rồi, lại gọi máu rồi. À, đây rồi anh em ơi. Đâu ra lợn dám bắn anh mày hay thật anh em ạ. Chạy với chúng tôi là headshot liền. Chạy này. Có muốn headshot nữa không? Headshot liền. Ngáo ngơ. Hết sọt luôn chứ sao. Không biết là còn thanh niên nào nữa không. Mà mình có nên nhảy xuống không em? Có lên nhảy xuống không ta? Có lên nhảy xuống không ta? Mình giết người mình đưa hồi máu anh em thắc mắc tại sao không? Này là có con panda này này. Nhờ con panda này là mình khi nào mình giết một kill thì mình sẽ được hồi 10 máu. Đấy. Panda max level anh em nhé. Giết một kill hồi 10 máu anh em nhé. Nên là máu mình cứ hồi lên thôi. Sao đây xem nào. Có ai không, có ai không, có ai không. Không biết là còn ai bên dưới này nữa không. Mình sẽ ngồi trên bàn kia anh em nhé. Không sao được anh em ạ, rơi xuống nhá. Mình sẽ nhảy xuống mình nhặt đồ.
Đấy. Ui, thanh niên có mũ. Nhà mũ gần hỏng rồi. Đây nữa. Đạn không? Đạn không? Ui ôi, đạn này em ơi. Máu nữa này. Ui giời. Ây à, đau. Con lợn. Thò đầu ra. Mẹ đau thật anh em ạ. Thò ra nào bạn. Tôi bắn nổ xe bạn luôn nha. Một phát rồi nha. Lợn này chạy đâu hả bạn? Còn lợn. Nào, lên đây. Thò đầu ra. À, đẩy lên đây, đẩy lên. Nào, đẩy lên nào. Lên đây. Ui, lại có xe anh em ạ. Toàn. Chết cha rồi. Úi dồi ôi, con lợn này. Mấy em lên đây. Con lợn này đeo rồi. Anh em nhìn mình bo cuối vẩy hai khẩu can này. Đấy, ghê cho anh em. Đạn 500M đâu. Ủa ơi, ngon thế anh em ạ. Có súng bắn bom keo luôn này. Mà không, mình cứ vào bo trước. Tí nữa kiểu gì chả gặp đúng không? Mình cứ vào bo trước, tí nữa kiểu gì chả gặp. Kiểu gì chả gặp. Cứ vào bo thôi. Đi kiểu gì chả gặp. Thằng con lợn này trốn đâu rồi ta? Nãy mình thấy bắn thằng này mà. Chắc ở trên này em ạ. Ui sao tay nghe kia bị hạ kìa. Ui vãi trưởng ạ. Thằng này này vẫn chưa biết mình đâu anh em ạ. Thấy không nha. Thằng này vẫn chưa biết mình đâu anh em ơi. Thanh niên không biết mình đâu luôn anh em ơi. Giờ mình móc sang bên này. Ủa thật thanh niên không biết địch ở đâu. Con lợn. Thank you.
Yes. Ui thế nhưng nó sống dậy anh em ạ. Vãi trưởng bị lag anh em ạ. Ok như vậy là clip của mình đến đây là kết thúc. Anh em thấy hay like share giúp mình em nhé. Còn bây giờ thì bye bye anh em.